không? Thì đây tôi phụ cho. Rồi, ngắm đi. Sao? Lần đầu tiên thấy chị Tường ngoài đời. Rồi thấy sao? Rồi thôi em tự giới thiệu về bản thân mình dạ, đi nè. Em xin tự giới thiệu, em là Phạm Hồng Thanh. Em đến từ Bình Phước. Trước đây 2 tháng thì em là quản lý của phòng thí nghiệm. Còn hiện tại em đang làm nhân viên trong Bách Hóa Xanh. Thí nghiệm là thí nghiệm gì em? Dạ em thí nghiệm công trường. Rồi em bao nhiêu tuổi, quê ở đâu? Dạ em 31 tuổi. Quê mình ở đâu? Dạ em sinh ra ở Bình Phước luôn ạ. Thì hiện tại bây giờ mình sống hay làm việc ở Bình Phước luôn? Dạ. Rồi mời em gái giới thiệu. Dạ em chào chị, em chào bạn nam và xin chào tất cả mọi người. Dạ em tên là Thanh Phụng, em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là nhân viên kinh doanh. Quê của em là ở Bình Định, hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi. Thế bình thường thì em có hay lên thành phố Hồ Chí Minh chơi không? Dạ có. À hả. Thí dụ bây giờ mình có bạn gái ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình nghĩ bao lâu mình sẽ thăm bạn gái được một lần? Dạ tùy bạn gái rảnh rồi lúc nào em. Trời ơi. Thăm đó. Rồi, em gái rảnh rảnh lúc nào? Thường thì em rảnh cuối tuần chị. Rảnh cuối tuần. Nhật. Còn em sao? Vậy thì em xếp lịch cuối tuần em đi thăm. Nhưng mà tuần nào cũng thăm hay là mấy tuần mới thăm được một lần? Dạ tuần nào cũng thăm. Chắc không à. Cái này không có hứa mà không làm được đâu. Bây nha. Giờ săn rẻ mà đi lại bình thường. À bây giờ săn rẻ đi lại bình thường. Ok. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em thì em biết nấu ăn, biết chia sẻ, hòa đồng. Về điểm yếu thì dạ em hay quên, với lại em cũng hơi nhát gan nha. Đó giờ bị ai hụ gì mà mình cảm thấy mình sợ, mình ấn tượng luôn không? Dạ có. Cái gì? Ai? Lúc mà hồi nhỏ thì người ta hay nhắc ma á. Là cũng sợ lắm chị, rồi đã sợ mà cũng hay thích, cũng xem phim ma. Tối thì không ngủ với được. Trời ơi, sợ mà còn coi phim ma nữa, là tối ngủ với ai? Dạ tối thì em ngủ với nhỏ em. Em hiện tại giờ đang sống với nhỏ em luôn hả? Dạ, em sống với em. Rồi ba mẹ ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ ba mẹ thì ở quê. Ở quê, em với nhỏ em trong này thôi. Dạ. Mình ở nhà trọ. Dạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh của em không biết. Điểm yếu của em là em không biết nấu ăn, em hơi nhát khi mà đứng trước đám đông hoặc là thuyết trình gì đó là em nhát, em không nói được. Với lại không biết nhậu, không biết uống bia. Không biết nhậu, không biết uống bia, không hút thuốc. Dạ điểm yếu của em vậy. À cái đó điểm yếu hả? À dạ. Không biết nhậu, không hút thuốc, không uống bia là điểm yếu. Được, tôi chịu anh này nè. Chứ đó giờ nhiều anh lên đây nói cái đó điểm mạnh lắm, tôi thấy cái đó điểm yếu thiệt. Nhưng mà nó giỡn chứ mình phải biết mình phải có cái gì điểm mạnh chứ, hoặc là cái sở trường của mình chứ, đúng không? Ví dụ như em cái gì là làm cho em cảm thấy tự tin nhất, hoặc là cái gì mà em làm nó thuần thục nhất, và cái gì là em hiểu không? Mình cũng phải có một cái điểm nổi trội nào đó chứ, có gì đặc biệt chứ. Dạ trước giờ em chỉ chú tâm vào công việc đi làm cho nên là em cũng không để em cũng không phát hiện là em có điểm mạnh gì nữa. Chắc để bạn nữ khám phá. Trời ơi. Đi khám tới chuyện nào mới được phá nữa. Rồi thôi bây giờ vậy nói về tình trường đi. Tình trường thì em như thế nào? Dạ tình trường thì em cũng chưa có mối tình nào chính thức hết. Chưa có mối tình nào hết? Dạ chưa. Cũng có những người đeo đuổi mình hay là mình có để ý ai, mình có lỡ say nắng ai chưa? Dạ cũng có say nắng một người, rồi cũng có một vài người theo đuổi mà kiểu giống như là duyên chưa tới chị, cho nên mình cũng không có rung động trước người ta, cho nên là ngưng, không có cho người ta cơ hội tìm hiểu. Nhưng mà nó có tìm hiểu qua lại mà cái mức độ nó, ví dụ như có một nụ hôn nào chưa? Nắm tay cũng chưa. Nắm tay cũng chưa nữa. Trời ơi, vậy là chỉ mới để ý kiểu như là xã giao thôi là đã thấy không tới được rồi, đúng không? Dạ. Cái này là điểm yếu. Chưa có kinh nghiệm sống trong tình yêu. Dạ, thành nên uổng phí nữa cuộc đời. Bây giờ phải cố gắng lên nha, bữa nay cố gắng nha. Dạ. Rồi, thế còn em thì sao? Dạ, tình trường của em thì em có 2 mối tình. Và mối tình sau cùng thì em chia tay đêm Noel năm 2016. Đêm Noel 2016 tới nay là cũng gần 4 năm trời rồi. Dạ. Tại sao chia tay ngay đêm Noel ấn tượng vậy? Dạ tại có lẽ là do em làm nhiều quá không có thời gian để ý đến bạn gái. Là cái đêm Noel đó không đưa bạn gái đi chơi hay sao? Dạ đêm đó em bận việc làm. Dạ. Rồi bạn gái nói chia tay ngay trong đêm Noel luôn. Dạ tức là em gọi không bắt máy, xong cái mấy ngày sau thì chia tay. Tại vì em không đưa người ta đi chơi đêm Noel. Thì đêm Noel đó người khác đưa bạn gái em đi chơi rồi. Dạ. Đúng không? Chắc là vậy rồi chứ gì. Dạ. Nữa. Rồi ta đang đi chơi người khác, em gọi vô sao ta nghe máy được. Thì sau đó là chia tay luôn. À, dạ. Không? Dạ. Đúng luôn hả? Tôi nói chơi mà đúng thiệt luôn hả? Dạ dạ. Tại vì phụ nữ mà. Em nghĩ là do em
do em. Nếu mà sắp tới em có người yêu thì em sẽ dành nhiều thời gian. Đúng rồi. Nhưng mà tại sao 4 năm vừa qua em chưa tìm được một mối tình nào khác? Dạ, em muốn tranh thủ cái thời gian mà em chưa bị vướng bận vì tình cảm để em kiếm thêm chút xíu gì đó. Thế hôm nay là tại sao hôm nay là đến cái chương trình? Dạ, em sợ ế. Dạ, em sợ ế. Có nghĩa là công việc 4 năm nay rồi phải không? Bây giờ tạm gọi là ổn định chưa? Dạ, tạm tạm. Tạm tạm. Bây giờ thí dụ mà tiến tới hôn nhân là vừa có thời gian, cũng có thể có được một xíu gì đó kinh tế để mà lo cho cái mái ấm gia đình, đúng chưa? Dạ. Rồi. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, em mong muốn tìm một bạn trai thì bạn ấy có tính cầu tiến trong công việc, là người chững chạc, là người có trách nhiệm, biết tôn trọng, biết quan tâm người khác. Em có những yêu cầu gì về người bạn trai của mình không? Về ngoại hình, về tính cách? Dạ, về ngoại hình thì em hy vọng là bạn ấy cao hơn em, dễ nhìn là được. Chỉ cần như vậy thôi. Dạ. Cũng đơn giản. Thế còn em, mẫu người bạn gái của em là như thế nào? Dạ, em nghĩ là biết cư xử trong gia đình trên dưới là được. Còn nghề nghiệp em không quan trọng. Về ngoại hình? Xinh thì càng tốt, mà nếu mà không xinh thì chịu luôn. Xinh càng tốt, không xinh chịu luôn. Em có thể nói nhỏ bật mí một cái điều em thích nhất ở người phụ nữ là gì? Cái người mà em muốn lấy làm vợ thì cái người đó em thích nhất điều gì? Em thích nhất là một người phụ nữ hơi hiền một chút. Dạ. Ở trong nhà thì có thể mình hiền chút, nhưng ra ngoài đừng có hiền quá. Tại em hiền rồi, phụ nữ hiền nữa em sợ bị người ta bắt nạt. Chẳng lời hỏi thì cũng khó nha. Thôi giờ đi cho coi hình. Coi hình để em dự đoán thử coi nha. Chà, rồi coi thử coi. Trong đây có cổ đó, tìm cổ đi. Được thì tôi gả luôn. Trời ơi, hình gì mà khó coi, khó kiếm vậy. Rồi, kiếm đi, có ảnh nó chổng á. Em cảm nghĩ cổ là ai? Em nghĩ chắc là đây. Đây hả? Dạ. Lý do tại sao là đây? Tại em thấy đây giống đây. À, đây giống đây. Ủa giống không ta? Hên xui. Chắc rồi phải không? Dạ. Mã này đúng ý em không? Dạ. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Dạ. Rồi để chờ đó đi coi phải không? Dạ em chắc em nghĩ anh này. Mà sao em nghĩ anh đó? Mà em nhìn thấy giống. Hay. Rồi bây giờ xin mời hai bạn hãy nhìn về phía cánh cửa trái tim này. Cánh cửa trái tim sẽ được mở ra để chúng ta xem cái người đối diện với chúng ta ngày hôm nay là ai nha quý vị nha. Mở cửa trái tim đó. Chào em. Dạ em chào anh. Em tên gì quên mất tiêu. Tên khủng. Mà sao, là trúng không? Coi lại đi, cầm kỹ lại coi. Chắc trượt rồi. Chắc trượt rồi phải không? Trượt rồi là bị phạt nha. Hôm nay anh đi vội quá, anh cũng không có gì nhiều. Anh có một món quà nhỏ tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Gói hoa ấn tượng quá. Đây là món quà tự tay anh làm. Lát nữa bấm nút rồi anh sẽ mở cho em. Để bấm nút mới được mở hả? Chứ giờ chưa. Bây giờ từ từ. Từ từ. Dạ. Dạ em cũng có một món quà gửi tặng anh. Cái món quà này thì nó cũng có thông điệp là hy vọng anh cũng mạnh mẽ, cố gắng vươn lên trong cuộc sống giống như là cây sen đá này. Anh cảm ơn em. Ủa cái đó là cây sen đá đó hả em? Dạ cây sen đá. Sen đá. Sen đá. Khi cánh cửa trái tim này mở ra, cảm xúc đầu tiên của hai bạn là gì? Dạ em cảm thấy vượt qua mong đợi của em. Vượt qua mong đợi của dạ. Em. Thế còn em? Em thấy em đón trúng. Đón trúng là cái hình cũng dễ quá mà. Nhưng vấn đề khi nhìn thẳng con người trực tiếp đang ngồi đối diện với mình thì em cảm nhận. Cái cảm nhận đầu tiên của em về anh ấy là như thế nào? Thấy ảnh hiền cũng hơi rụt rè. Hiền hơi rụt rè. Nhưng mà bây giờ đây là một cô gái chưa có tình trường, chưa trải qua mối tình nào hết, mà em thì lại hiền rụt rè nữa. Vậy thì trong cái câu chuyện tình yêu này, nếu bắt đầu thì ai sẽ là người chủ động? Dạ em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Tại hai mối tình của em là bên đàn gái họ tấn công không à? Họ sắp mấy cưa, họ cưa em nhưng em không có cưa họ. Đợt này em phải có cái cưa nha. Rồi bây giờ để cho em có cơ hội để em có thể thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình, phải lãng mạn, phải quyết đoán, thì cho em một chút xíu thời gian để hai bạn tâm sự riêng với nhau được không? Dạ. Chị Tường mời hai bạn ha, cùng ăn bánh, uống nước và trò chuyện với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Cố lên nha, mạnh mẽ nha cưng. Dạ. Dạ em mời anh. Anh mời. Dạ. Dạ anh ơi, cho em hỏi lại là anh tên Thanh đúng không ạ? Đúng rồi em. Dạ. Anh 31 tuổi. Sinh năm 89. 89, dạ. Vậy giả sử như mình quen nhau á, rồi mình tiến tới hôn nhân á, thì
em có mong muốn là anh về Sài Gòn làm hay là em về Bình Phước làm không? Nếu mà cái đó thì em về Bình Phước được thì em sẽ về. Còn nếu mà anh muốn thay đổi môi trường sống, anh lên Sài Gòn thì cũng được. Vậy thì bên nào hợp thì mình đi bên đó. Dạ. Yeah. Anh có gì muốn hỏi em nữa không? Thật ra thì anh lúc mà kéo màn ra thì anh thấy em là vượt qua mong đợi rồi. Cho nên là không có gì nhiều để hỏi. Nếu mà mình mà tiến được xa hơn á thì anh cũng không biết nói lời gì ngon ngọt nữa. Nhưng mà anh chỉ nói một lời là cho dù là khi mà mình kết hôn á thì chắc chắn sẽ có cãi vã. Thì cho dù là anh đúng hay anh sai thì anh sẽ chủ động xin lỗi. Thường thì cái bản tính của em thì em không có làm quá lên đâu. Nếu mà em biết cái vấn đề đó em sai thì em cũng chủ động làm hòa và em xin lỗi trước là, chứ em không có bắt anh phải xin lỗi. Dạ. Thường thì những khi lúc rảnh á thì anh thích làm gì? Rảnh thì anh xem phim hoạt hình. Anh có xem Naruto? À, không, anh xem Bảy Viên Ngọc Rồng. Bảy Viên Ngọc Rồng. Trời ơi, gì mà tôi ở ngoài hồi nãy hứa với tôi là chủ động mà tôi thấy ha, không có hỏi gì hết trơn, toàn để phụ nữ hỏi rồi trả lời không à. Rồi người ta còn có hỏi là anh có muốn hỏi gì em không. Rồi nãy giờ có họ có nói gì mà về tỏ tình lời nào chưa? Mình nhớ chưa ha? Em quên. Cơ hội đâu có đến nhiều lần đâu, nó có chút xíu thời gian à. Nếu mà quen nhau á thì em dự tính là khoảng bao lâu thì mình kết hôn? Nếu mà quen mà hai người cảm thấy đủ chín chắn, đủ chịu trách nhiệm trong chuyện hôn nhân thì có thể là 6 tháng hay là 1 năm gì đó mình tiến tới. Không quan trọng thời gian. Dạ. Vậy nếu mà khi mà quen nhau á, anh được một thời gian rồi, anh muốn dẫn em về thăm quê của anh, cho biết nhà anh, thăm ba mẹ anh, thì em có đồng ý không? Dạ có, em cũng muốn biết nơi anh sinh ra rồi, với lại em cũng muốn biết người thân, gia đình anh rồi ba mẹ anh. Thật ra người phụ nữ nào cũng muốn, chứ không phải riêng em. Khi mà người ta quen với một người bạn trai, người phụ nữ lúc nào cũng muốn một cái sự công khai, một cái sự rõ ràng. Và luôn 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 mình nghĩ thấy một người bạn trai nào mà dắt mình về nhà, gặp cha, gặp mẹ, gặp gia đình là mình nghĩ rằng người đó là có ý đàng hoàng với mình. Còn người nếu mà người ta chỉ quen chơi hoặc người ta không nghĩ lâu dài, người ta sẽ không dắt mình về nhà. Bây giờ bữa nay em có người thân nào đó, em gọi cho người thân của em, gọi FaceTime em giới thiệu cổ hôm nay em gặp được cô bạn gái này rất là ấn tượng với em như thế nào đó, em khoe với người nhà em được không? Hôm nay người nhà em có ai biết em tham gia chương trình này không? Dạ ai cũng biết. Ai cũng biết. Thế bây giờ em muốn gọi điện cho ai? Dạ để em gọi cho anh hai, tại vì chị Tư ở trong nhà mẹ thì không có wifi. À chị Tư không có mà rồi, là anh hai là anh ruột á hả? Dạ anh ruột. Rồi em gọi đi. Hôm nay đi là cả nhà ai cũng biết hết trơn á hả? Dạ. Vậy sao không mời nhà đi theo? Dạ tại tối hôm qua là 9 giờ rưỡi là em vô làm ca đêm. Sáng nay 5 rưỡi em ra ca là em chạy xuống đây luôn không về nhà. Alo. Anh đưa điện thoại cho mẹ cho chị Toàn em ơi. Má hả? Má với cô Tư đang ở đầu dưới kia. Ôi cô Tư. Xin chào. Biết ai không là xin chào. Biết ai không là xin chào. Chắc là bộ trời ơi, trời ơi. Lộn rồi, lộn rồi. Đây là chị Bồ Quốc Thắng. Người nổi tiếng. Rồi đi đâu mà kêu ai, kêu lâu dữ vậy? Đây đây nè. Alo, ai vô, xin chào. Biết ai sau em không? Dạ, chào chị. Hôm nay là chị biết em trai chị tham gia chương trình hẹn hò không? Bất ngờ quá à. Dạ. Mới sáng chút may mắn xong, bất ngờ gì nữa. Rồi thì giờ nói chuyện đi, giới thiệu liền đi. Trời ơi, thời gian quá hạn, không lâu quá à. Dạ, em giới thiệu bạn gái được chị Thương giới thiệu cho chị. Trời ơi, em phải giới thiệu chứ giờ. Dạ, con chào cô. Trời ơi, chị mà. Chị dạ. Em chào chị. Dạ em xin lỗi. Dạ em chào chị, em chào lại. Dạ. Dạ chị ơi, chị đang ở đâu vậy chị? À chị đang ở nhà. Nè, vườn cao su nè, kính thấy không? Dạ. Ở nhà mẹ. Mấy đứa nhỏ đó là con của chị hả chị? Đây con của chị đây. Wow, đẹp gái quá ha. Dạ. Trời ơi, nguyên một xóm luôn ha, gì ghê. Dạ. Em là Cát Tường, chị biết nhận ra em không? Trời ơi, nhìn mặt coi hoài là. Coi hoài luôn ha. Bây giờ em hỏi chị một câu thôi mà chị phải nói thiệt nha. Thế em
em trai chị có tật xấu gì không? Tật xấu hả? Giờ nghĩ không ra. Trời ơi, tốt hết hả chị? Tốt hết trơn hả chị? Không hoàn mỹ được đâu chị ơi. Dạ. Cũng phải có tật xấu. Có điều là em nó cũng cứ đi làm suốt á. Dạ. Thì, em cũng ở riêng nữa cho nên thì tật xấu của nó thì nói chung hơi bày hài vậy thôi. Còn tật khác thì em cũng quên. Rồi thôi bây giờ chị nhìn mặt em gái nè, thì chị cho em một câu nhận xét đi, chị thấy em gái như thế nào? Nhìn sơ thì em gái cũng dễ thương. Dạ em cảm ơn chị. Quan trọng là hai đứa thôi. Rồi vậy em hy vọng một ngày nào đó thì mình gia đình mình sẽ được gặp nhau ha. Phụng về thăm gia đình chị chơi ha. Dạ. Rồi vậy thì dạ. Thôi thì nói chung là đến cũng là cái duyên. Để giờ nhờ chương trình giúp cho hai em nếu mà thành công được đó thì tốt. Dạ. Rồi. Dạ em cũng cảm ơn chị. Rồi chào chị nha. Bye bye. Ok, vậy là coi như tiền đề là thấy hấp dẫn được rồi ha. Hy vọng là một ngày không xa ha. Sẽ dắt nhau về ha. Rồi bây giờ á, hôm nay á, là cũng có chị gái của Phụng đi theo nữa. Bây giờ mình giao lưu với gia đình mình rồi. Bây giờ mình sẽ giao lưu với chị của chị gái được không? Dạ được rồi. Mời chị vô ạ. Dạ bạn. Rồi. Nãy giờ mình ở ngoài mình lắng nghe câu chuyện của hai bạn thì mình cảm thấy như thế nào? Dạ nãy giờ thì em cũng quan sát thì em thấy bạn nam bên này cũng hiền, nhưng mà con cái là cũng hơi nhút nhát, tại vì bé Phụng là bé này là rất là tốt bụng nhưng mà nó có một cái là nó cũng nhát. Với lại cái tiếp người không có người yêu tới thời điểm bây giờ là tại vì bạn này sống theo cái kiểu hơi truyền thống. Có nhiều người giới thiệu cơ, cũng có nhiều người tỏ tình mà bạn muốn có một cái mối quan hệ để tiến xa hơn, thành bạn không có mở lên lòng ra. Thì hôm nay bạn đến đây bạn mở lòng thì em thấy hai bạn cũng được, thì cái quyền quyết định còn lại là ở Phụng. Thì em cũng mong muốn có một người rước bạn đi trước cái tuổi 30. À, giờ muốn nói gì với chị câu cho chị yên tâm đi, thấy không? Chị cũng thấy em nhát nữa. Thì hôm nay em đến đây thì em cũng mong muốn là kiếm được một người hợp ý với mình. Thì sau khi mà em thấy em Phụng thì vượt qua mong đợi của em rồi. Thì em cũng cảm ơn chương trình, cảm ơn chị đã cho em cơ hội được gặp Phụng. Nếu mà em với Phụng có duyên á thì em sẽ dẫn Phụng đi đi cùng với em hết con đường này. Cái điều quan trọng là em có chắc chắn mình sẽ bảo vệ được cho bạn không? Tại vì bạn này thật ra tính của bạn rất là hiền. Em á thì em hiền là em hiền đối với những người mà người ta hiền với em thôi, chứ cũng không phải nếu mà đụng vào người thân của em thì cũng chưa chắc là em hiền. Em chắc chắn như vậy. Thì quyền quyết định còn lại là ở em. Rồi cảm ơn chị. Hy vọng là cặp đôi hôm nay sẽ thành đôi. Và chắc chắn là bạn này sẽ làm được những cái điều mà nó hứa. Chúng ta chờ đợi kết quả nha. Rồi cảm ơn chị. Bây giờ Tường tìm hiểu nhau cũng nhiều rồi ha. Gia đình hai bên gặp rồi ha. Bây giờ mỗi người bóc một lá bài chơi nè. Coi trong cái này là một cái game cho vui thôi. Để xem trong lá bài này yêu cầu những cái gì thì mình thực hiện theo. Mỗi người một lá, đọc lớn lên. Rồi em trai đọc lên trước coi nè. Bạn nam hãy thuyết phục bạn gái để được. Được gì? Cái gì là đọc lâu vậy? Bạn nam hãy thuyết phục bạn gái để được hôn vào 3 điểm bất kỳ trên cơ thể. Rồi đây đây bạn này đọc coi cái gì. Bạn nữ thì kể ra 5 tật xấu của mình. Đó. Rồi thực hiện đi qua bệnh. Mình đừng nghĩ đen tối quá em. Mình nghĩ cái gì nó trong sáng lên. Toát mồ hôi. Toát mồ hôi cái gì? Nhắm xin chỗ nào người ta cho thì em qua em xin. Hôm nay thì cũng là ngày gặp mặt. Thì anh thấy em vừa qua cuộc đời của anh rồi. Thì anh xin phép được hôn vào tay của em. Nụ hôn thứ hai anh xin phép được hôn vào trán của em. Và nụ hôn thứ ba thì cho anh hôn vào bàn tay còn lại của em. Không phải là chỉ là hôn mình là xong rồi thôi, mà anh muốn chứng minh cái lời nói của mình là anh sẽ cố gắng để mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ em quãng đường còn lại. Cho anh mượn cái tay phải. Xin lỗi. Trời ơi, tay nào trước cũng được, anh cũng khó nữa. Cái thứ hai là anh xin hôn trán. Theo thứ tự xin. Rất tình. Anh cảm ơn em. Tại vì anh hôn rồi thì anh sẽ thực hiện cái lời nói của mình. Anh bằng mọi giá anh sẽ thực hiện cái lời nói này của mình. Dạ, em thì không cần mình phải là nói quá nhiều. Quan trọng là mình biết mình nói cái gì rồi mình sẽ giữ lời hứa, mình hành động là được. Dạ. Rồi, chỗ đi em. Rồi, tới phiên em gái thực hiện điều của mình đi. Dạ.
Tật xấu à, thứ nhất của em là em ngủ em hay gác người khác lắm. Dạ. À, thứ hai nữa là lúc mà em nóng giận lên đó thì để cho em nói ra hết ra thì em sẽ bình thường trở lại, em không có giận được lâu nữa, không cho em nói là tức tối người lắm. Dạ. Với lại cái thứ ba nữa là em thì cũng hơi ngăn nắp, cho nên là nếu mà anh có bề bộn thì bề bộn, nhưng mà kiểu giống như là không cần phải cái gì để đúng vị trí đó, nhưng mà cũng phải là cũng chịu khó ngăn nắp một xíu chứ không là được. Em không thích chỗ đó. Trước tiên thì em thấy mình ba cái đó. Có ba cái thôi. Người ta có ba tật xấu kìa, mình có cái tật xấu nào nữa không? Dạ em có một tật xấu là em rất là mong muốn được sở hữu một cô gái đẹp. Ra đường mà em thấy gái đẹp là em hay đi theo, em hay nhìn người ta lắm. Để làm gì em? Dạ em mong muốn là được sở hữu bạn gái đó, làm vợ của mình vậy đó. Có giờ em đi theo bao nhiêu người rồi? Dạ em mà thích ai thì chắc em đi theo người đó tới nhà người ta. Mà nói giờ đi theo ta tới nhà được mấy cô rồi? Dạ em chắc không nhiều đâu, chắc khoảng cỡ 3-4 cô à. Mà mấy cô đó có chinh phục được mấy cô đó không? Dạ không, em đi theo người ta đâu có biết đâu. Bây giờ đợt này sao? Giờ cô này là có đi theo không? Dạ cô này thì nếu mà cô cho phép thì em bám cùng luôn. Ủa mấy người kia người ta cũng đâu có cho phép mà em cũng đi theo vậy? Dạ mấy người kia họ không biết. Đừng rồi, thí dụ giờ cô không cho phép rồi sao? Thì em sẽ ráng để thuyết phục cho cô cho phép. Rồi. Nhưng mà rồi cổ đi theo cô này rồi, rồi hồi nữa thấy mấy cô khác đẹp hơn rồi có đi theo mấy cô kia nữa không? Theo mấy cô kia cô này quánh em chết. Rồi người ta hiền lắm sao người ta dám quýnh. Tập trung ở đâu là tập trung vào một chỗ thôi nha. Hồi xưa dạ. mình chưa có đối tượng hoặc là mình gái là thì mình đàn ông thì thấy gái đẹp thì thích đi theo là đúng rồi. Dạ. Cái đó là vì giới tính là hợp lý. Nhưng dạ. mà khi mình đã có đối tượng rồi là mình phải tập trung chuyên môn vô nha không? Dạ em nghĩ là cái đó là em có thể làm được. Tại vì em quen mối tình đầu của em thì khi mà chia tay thì cũng khoảng 5-6 năm sau em mới quên được người ta. Ừ, cũng là một người chung thủy đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ hai bạn hãy nhìn nhau đi, 30 giây thôi. Mỗi người sẽ nói với nhau một câu nữa trước khi chúng ta dừng cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Là hiện tại bây giờ em đang suy nghĩ điều gì và em mong muốn điều gì? Hiện tại thì lúc vừa mới mở cái màn ra thì em thấy ảnh được tính tình hiền. Em mong muốn một cái nữa là anh ấy mạnh mẽ lên một xíu, mình dứt khoát lên một chút. Dạ. Chị cũng thấy như vậy. Còn em? Mong muốn của em á, thì anh sẽ cố gắng anh thực hiện. Anh sẽ cố gắng đến khi nào mà em cảm thấy hài lòng thì thôi. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của Y Tường, hai bạn sẽ đưa ra quyết định của mình nha. Nếu đồng ý thì mình bấm thật mạnh, ấn thật mạnh xuống cái nút bấm. Nếu không đồng ý thì mình có quyền lấy tay ra. Và hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra cái quyết định này. Có thể là người thân, gia đình mình cũng đang theo dõi. Mình phải chịu trách nhiệm với những cái quyết định của mình các bạn nhé. Nếu là cơ hội của ta thì ta phải nắm bắt. Rồi nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3. Rồi hai cái đèn đã sáng lên rồi thì còn một việc nữa chúng ta cần phải làm, đó chính là khui quà của em đúng không? Bây giờ được khui quà phải không? Dạ. Em gái khui cái quà đó ra xem là cái gì. Tôi hồi hộp quá. Tại tôi sợ nếu mà không bấm nút chắc quà được trả lại hay em không bấm nút là dạ dạ không à. À là vẫn mở đúng không? Dạ vẫn mở. Dạ. Cái gì vậy? Cái này là cục bê tông anh tự đúc. Anh nó mang theo ý nghĩa là khi mà anh đã thương một ai đó rồi mở ra là đi em. Anh sẽ giống như là cục bê tông đó sẽ không có cái gì khác có thể là xâm nhập vào trái tim anh được nữa. Bê tông á hả? Cho anh xin phép được mở món quà đó. Qua đây. Trời ơi, bê tông đúc chặt quá ha. À, cục bê tông này với cọng dây chuyền này là anh cũng chuẩn bị cho em cách đây là chắc hơn một năm rồi đó. Cái mặt dây chuyền này là anh có nhờ người ta khắc tên của anh với lại số điện thoại của anh. Trời ơi, có được số điện thoại nữa hả? Nếu mà giả sử bị rớt điện thoại vô nước hay này kia mà không nhớ số điện thoại của anh á thì em cứ đeo cái này. Trùng người ta rớt điện thoại vô nước vậy ông? Giả sử thôi ạ. Giả sử kỳ là đúc cái cục bê tông thôi phải không, chứ còn cái dây chuyền là mua phải không? Dạ. Tưởng đâu làm luôn sợi dây chuyền chứ. Dây chuyền này em đặt ạ. Có số điện thoại nó hay quá ha, giống như đi tìm cả lạc vậy đó, không sợ đi lạc.
ai làm ơn gọi giùm tôi số này á, kiểu dạng vậy đó. Em cảm nhận món quà là như thế nào? Dạ em thấy ảnh chuẩn bị chu đáo, với lại là nó cũng có ý nghĩa. Kiểu như là trong cổ mình lúc nào cũng có ảnh á. Món quà này thì có ý đồ quá. Rồi mời hai bạn qua đây bấm nút rồi thì chúng ta về chung một nhà nè. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Đây là những món quà của chương trình dành cho mình ha. Đây là những chiếc vé xem phim tại hệ thống rạp chiếu phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đây là món quà làm đẹp chương trình dành tặng cho em, là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Rồi bây giờ thì một nụ hôn dành cho nhau nhân kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta bắt đầu chính thức hẹn hò. Mời bạn trai. Với cái nụ hôn này nha, người phụ nữ người ta chưa có bạn trai nha, mà người ta bị em hôn trước mặt bao nhiêu con người như thế này là em phải chịu trách nhiệm. Dạ. Mối tình này thì chị thấy đẹp đôi nhưng mà còn rất nhiều khó khăn, bởi vì nếu em không chủ động thì rất là khó mà phát triển cái mối tình. Ngay từ đầu chị đã nói rồi, đây là một bạn gái truyền thống mà rất nhút nhát, mình phải mạnh mẽ lên để dạ, bảo vệ được cô ấy. Dạ. Có tin vui gì báo với Tường liền nha. Dạ. Rồi chúc mừng hai bạn. Nghiệp cho ban biên tập biết hai Nghĩa ha. Em tên là Huỳnh Hữu Nghĩa, sinh ngày 10/2/1994. Nghề nghiệp là buôn bán nông nghiệp á, nuôi trồng thủy sản. Nuôi trồng thủy sản hả em? Đúng rồi, bên mảng cá cảnh. Là nhà em làm bên mảng này lâu chưa? Làm cũng được 2 năm rồi. Là mình có kinh doanh gì không em? Kinh doanh về hải sản chị. Cái đó rồi gọi là cái ngành mới của ngành cá cảnh á. Cả đó. Thì là em có mở tiệm kinh doanh không? Cũng có mấy chỗ cửa hàng. Nhà hay sao? Mình cũng thể giúp chị. Có mở chỗ cửa hàng giống như ở Bình Dương một cái, Sài Gòn cái, với Bến Tre cái. Là mình có 3 cửa hàng luôn. Dạ đúng rồi. Là hiện tại là em đang ở đâu? Hiện tại em đang ở Bến Tre. Vậy Sài Gòn với lại Bình Dương thì ai quản lý? Cái đó em thuê người chị. Quê em ở đâu Nghĩa? Quê em Bến Tre luôn. Rồi mình chia sẻ điểm mạnh điểm yếu của mình đi Nghĩa. Điểm mạnh là gì ta? Giỏi thể thao, nói chung là cũng bình thường chứ không có gì mạnh, không có gì yếu. Rồi nè, bây giờ ví dụ như con ở nhà biết nấu ăn gì không? Rồi có khéo tay không, có ca hát được không, hay là chơi thể thao thôi? Chơi thể thao là giỏi rồi, còn với có thể thao còn mấy kia dạng bình thường, nấu ăn cũng tạm được. Ca hát sao? Ca hát thì dở tệ luôn, nhà ai cũng hát hay đó mà em thì dở tệ. rồi điểm yếu của mình sao em ơi? Điểm yếu là dạng như người hướng nội á, mà không thích chỗ đông người này nọ đâu. Tình trường của em như thế nào? Kể về những cái cuộc tình của em đi. Quen bao nhiêu lâu? Lý do vì sao chia tay? Kể chi tiết nha. Tình trường nói chung là cái mối tình đầu lúc ở trung học phổ thông á, chắc cô được 6 năm á. Rồi lên ở trường đại học học á, rồi cái tự nhiên chia tay, chắc cũng có người mới đâu á. Nên cũng hỏi lý do cũng chia tay. Rồi cái mối tình đây hình như gần nhất là 2 năm á, trước dịch Covid á. Cũng chia tay giống như là sao ta? Người ta đi du lịch á, gặp một người hợp hơn á, nên về chia tay luôn. Rồi từ đó tới nay vẫn còn mình. Ở dưới quê không có ai hết hả? Mà sao mà chương trình nè? Dưới quê hầu như là tối ngày không có ai luôn á. Vậy như tối ngày đi chơi toàn bọn con trai đi đá banh, đến banh này nọ không à. Còn bình thường đi làm. Còn không ai làm ai cho em hết hả? Em nói thế người ta đâu có tin đâu. Khổ ghê. Rồi bây giờ hình mẫu mong muốn như thế nào nè, mà cho chị hỏi lý do tại sao em tham gia chương trình. Có ai hối em hay gì không? Không, giờ mẹ hối quá. Mẹ nói sao? Mẹ nói kiếm con dâu lẹ lẹ đi để cho bà chăm cháu nội rồi. Chứ lâu lâu nữa là bà chồng không nổi, bà không chăm giùm nữa đâu. Mẹ bao nhiêu rồi? Mẹ chắc cũng tầm khoảng chừng đâu gần 60 rồi. Vậy mốt em tham gia em chở mẹ lên luôn nha. Mẹ. Mẹ để coi mẹ có rảnh không cái đó. Rồi.
Rồi bây giờ em muốn một hình mẫu như lý tưởng của em như thế nào nè, về ngoại hình, chi tiết, cao, thấp, mập, ốm gì đó. Gu của em phải ốm ốm một xíu, cao tầm 1m6 được, Em cao mét mấy? em cao 1m72. Rồi. Càng xinh càng tốt, không xinh cũng không sao, nói chung là tình cảm từ từ bồi đắp được, vấn đề đó cũng không quan trọng mấy. Rồi tuổi tác, quê quán, vùng miền. Chỗ nào cũng được á. Rồi, công việc thì sao? Tuổi tác thì sao em? Tuổi tác hả? Tuổi tác tổng chừng 34 đổ lại. Là lớn hơn em vẫn được đúng không? Đó cứ vẫn được. Rồi mình có những điểm nào không thích ở người phụ nữ không? Cho chị 4 điểm. 4 điểm mà giống như là lăng nhăng, Về ngoại hình kìa, cái gì mà chị nhìn có thai nhìn vô được cho em á? điểm không thích đó. Ví dụ như là xăm chỗ được không, tóc tóc đen tóc đỏ tóc vàng được không, rồi thủ thuật thẩm mỹ được không, hay ví dụ nhiều chuyện xíu được không, cái gì trang điểm lòe loẹt xíu được không, tùy em không thích cái gì ở người phụ nữ, có cái những cái điểm nào em thích thì cứ nói ra. Em không biết đó. Nói chung là miễn thích là tự nhiên nhìn nó đẹp ra nên cũng không biết không thích chỗ nào. Rồi em có mẫu hình tượng cái gì mẫu cái người nào mà em thích không, ví dụ như ca sĩ diễn viên nào đó mà em thích không, để chị nhìn vô chị biết là cái người đó là phù hợp với em. Cái mẫu người đó em thích. Ca sĩ phù thủy chưa không? Hình mẫu là Thu Thủy rồi. Rồi còn cái gì nữa không nè, ví dụ như là về lấy em về là phải làm dâu hả hay làm sao? Em sao cũng được, nói chung bây giờ em tài chính cũng ổn định, chẳng muốn đi đâu sống cũng được. Rồi mình còn cái gì, mình còn yêu cầu gì nữa không Nghĩa ơi? Yêu cầu nói chung là biết điều xíu rồi được rồi, Bạn gái biết điều một xíu, biết điều là như thế nào kể chị nghe coi. kiểu như là biết tôn trọng người lớn rồi, nói chung là vậy được, biết lễ phép về được rồi. Không yêu cầu công việc gì hết đúng không? Không yêu cầu. Rồi ví dụ như là bạn gái ở xa thì em yêu xa được không? Cái đó được chị, tại vì lúc trước bạn gái em ở bên Thanh Hóa với Hải Phòng á, kiểu Quen xa xa dần dần. xa vậy luôn đó, hả? Tại lúc trước là nó dạng như nó vô đây làm bất động sản một thời gian, lúc đó em cũng làm bên đó rồi cũng gặp nhau quen. Rồi ok, vậy thì nhỏ ở đây chị đã ghi lại tất cả những thông tin của em rồi. Chị chương trình đúng không ạ? Vâng, em nghe rõ. Dạ rồi, ok. Giờ đầu tiên thì anh giới thiệu họ tên nè, cũng như là năm sinh, nghề nghiệp và cái vị trí ở hiện tại của mình á, cũng như quê quán luôn nha. Rồi em mời anh ạ. Em tên là Đặng Văn Minh, sinh năm 1998, quê em ở Hà Nam và cũng đang làm công nhân công ty ở Hà Nam. Em làm khu công nhân công ty khu công nghiệp. Nào mình làm vị trí nào anh? Mình làm công nhân. Dạ, công nhân ở Hà Nam. Và mình làm công Vâng, ty chuyên về sản xuất cái gì anh ơi? linh kiện điện tử Dạ rồi, linh kiện điện tử. Rồi chia sẻ thêm giùm em về điểm mạnh cũng như điểm yếu của mình nha. điểm mạnh em biết hát này, Dạ rồi, điểm mạnh biết hát. Rồi có biết nấu ăn hay gì không? Phải tính tình mình như thế nào nè? em biết nấu ăn. Tính cũng vui tính, cũng thoải mái, hòa đồng. Rồi, điểm yếu thì sao ạ? Điểm yếu là em có hút thuốc, Có hút thuốc về, nếu như mà bạn nữ không thích mình hút thuốc á, mình có bỏ từ từ được không ạ?
Được bỏ được. Rồi ok rồi, chương trình nó sẽ ghi hình ở thành phố Hồ Chí Minh, thì không biết là mình ở Hà Nam vậy thì mình có thể vào thành phố Hồ Chí Minh để mình tham gia ghi hình nếu như mà có người phù hợp không ạ? Được, nhưng mà bây giờ mình cũng chương trình thì mình cũng đang phải tìm đúng không ạ? Để Dạ tìm đúng rồi, thì chương trình sẽ tìm, và nếu như mà có người phù hợp á thì chương trình sẽ cố gắng báo sớm cho mình để mình chuẩn bị nha. thì tầm chắc tầm cuối tháng sau thì em mới sắp xếp được vào, vì em đang chuẩn bị cho cái công việc này, xong rồi để em nghỉ ấy. Nghỉ thì mới có thời gian vào trong đấy được. À là cuối tháng sau mới rảnh đúng không? Dạ rồi, À, ok em cuối tháng nắm sau thông nữa. tin rồi ha. Rồi Vâng. hồi đó giờ là mình đã có quen ai bao giờ chưa ạ? Em cũng có quen rồi, cũng có quen hai ba người rồi. Rồi có quen hai ba người, vậy thì cái mối tình sâu đậm nhất của mình đó, thì lý do tại sao mình chia tay nè, và mình quen nhau trong hoàn cảnh nào á? Mình sâu đậm nhất là mối tình đầu, mà chia tay thì do hồi đấy vẫn còn trẻ con quá nên là chia tay. Còn mối tình gần nhất là cách đây tầm 1 năm, thì do người ta quá là như kiểu người ta đề cao về còn vấn đề tiền bạc quá, nên là mình cũng cảm thấy không hợp, nên mà mình cũng chia tay mới gần 1 năm rồi. Rồi tham gia chương trình thì mình muốn tìm một bạn nữ như thế nào Mình muốn tìm một bạn nữ nói chung ạ? là bình thường thôi, đừng cá tính quá, ngoan hiền, biết nghe lời, mà nói chung là người ta cũng không cần phải quan trọng về không không quan trọng về tiền bạc. Với em thì với đơn giản là người ta một cái áo người ta theo em cũng được, nhưng mà người ta phải yêu thương, quan tâm, chăm sóc rồi động viên mình, chứ không phải là về người ta lại thế nọ thế kia, thì em lại không muốn tìm những người như thế. Thì mong chương trình này tìm giúp em. Dạ rồi, bạn nữ thì tuổi tác như thế nào, rồi cao bao nhiêu thì được nè? Em vì em cũng không cao lắm, em cao 1m6. Dạ rồi, cao 1,6. Rồi bạn nữ thì tầm 1,4 m, 1,5 m, thấp hơn mình hoặc là cao hơn mình tầm vài Cao hơn mình cm được không ạ? cao hơn mình được thì tốt, và thấp hơn mình thì cũng chỉ thấp hơn một chút chút thôi, nó đừng thấp quá. Dạ rồi, ok. À, Ngày cao hơn cũng được đúng không ạ? mặt, à, mặt nói chung là cũng xinh xinh một chút. À, Dạ rồi. Nghề nghiệp người ta thì có yêu cầu gì đặc biệt không ạ? Nghề nghiệp tính cách nữa. tính cách thì nó là như em nói là không cá tính quá, vì người ta không em không muốn người ta mạnh mẽ quá, thì mình là đàn ông rồi, nên là tìm một người nào đấy bình thường thôi, dịu dàng, đơn giản thôi, giống như đừng người ta sắc sảo quá, về người ta cứ sắt xéo mình cũng không muốn. Thì em Dạ. thì muốn muốn tìm một người là em muốn tìm một người là hai đứa về cùng nhau cố gắng, không cần không yêu cầu người ta phải có cái gì cả, hai đứa lấy nhau về rồi cùng cố gắng, chứ chứ không phải là người ta phải có cái nọ cái kia, vì em cũng không có gì cả. Tuổi từ bao nhiêu tới bao nhiêu thì vừa? À, em xem 98 thì mong là tầm từ từ 98 đến 2000 trở lại, 2000 từ 98 À lớn hơn 1-2 tuổi đúng không ạ? Tại vì từ 98 tới 2000 thì khoảng cách nó cũng hơi nhỏ, nhiều khi nó sẽ khó kiếm mà. thì Đến nhỏ tầm hơn chưa? 97, 96 đúng không? 97 96 96 cũng được, 96 được, 99 97 thôi, 96 thì không hợp, 96 thì không hợp. Rồi vậy là 2K 9997. Từ Rồi. từ tầm 2K2 2K2 đến 97. Rồi ok. Rồi có cái điểm gì mà mình không thích ở bạn nữ không ạ? Không thích Ngoài cái việc gì mà bạn nữ quá sắc sảo ra thì có cái những cái điểm gì bạn nữ mà bạn không có thích không? người ta phải Như xăm mình biết nhuộm đối nhân tóc xử hay thế này. đồ cái kiểu gì á? À, cái đấy thì không quan trọng, mình cũng là người hiện đại mà, nên là nhưng mà người ta phải biết đối nhân xử thế, biết ứng xử trong cuộc sống thì phải biết trên biết dưới, biết nọ biết kia. Người ta về nhà mình thì người ta cũng phải tôn trọng gia đình nhà mình. À Đấy. là sau này là bắt buộc là bạn nữ phải về làm dâu hả bạn? Hay là mình với là bạn nữ có thể ra riêng rồi có ý định là vào miền Nam hay gì đó để mình lập nghiệp không bạn? Hay là mình chỉ ở Hà Nam thôi? Đấy thì tùy, em thì cũng làm ở đâu cũng được, mà quan trọng là cuộc sống thoải mái.
không quan trọng là, nhưng mà phải về làm dâu đã chứ thì mới mới tính đến cái chuyện đi đâu đi đâu, thì phải về với bố mẹ, mình cưới nhau về thì phải ở với bố mẹ đã chứ, đúng không ạ? Rồi. Rồi thì mình đi làm ở đâu cũng được, đi có đi làm rồi lo cho cuộc sống của mình, lo cho gia đình mình thì cứ chỗ nào nhiều tiền thì mình kiếm thôi. Thu nhập của bạn hiện tại là tầm bao nhiêu bạn? Em làm công ty thì được 7-8 triệu thôi. Em cũng Rồi. nghèo mà, nói chung là em cũng nghèo, cũng không có gì cả. Rồi, hiện bạn có thêm cái mong muốn nào nữa không ha? Mong muốn thì cũng chưa có mong muốn gì. Nói chung là bạn ấy, bạn đấy em thì em trắng, em cũng mong muốn tìm một bạn nào cũng trắng trắng một chút thế thôi, không không có mong muốn gì thế. Là khi mà Rồi, mình tìm hiểu ok. thì nó sẽ tốt hơn. Rồi, rồi mình nhận thông tin từ bạn ha. Hiện tại chỉ là cái buổi check in những cái thông tin cơ bản trước. Thì nếu như mà bạn được vào vòng trong á, thì sẽ có biên tập liên hệ với bạn để trao đổi kỹ hơn nha. Cũng như hướng dẫn bạn chia sẻ khi mà mình đến mà tham gia chương trình á. Rồi, cảm Vâng. ơn bạn ạ. Vâng, cảm ơn. Như vậy là phỏng vấn xong rồi đúng không? Thì ở đây cũng có một số biên tập khác nữa. Thì mình cứ chủ động giới thiệu quán nghề nghiệp cho mình ha. Dạ, em là Hà Văn Hải, sinh năm 1989. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại huyện Đắk Minh, tỉnh Đắk Nông ạ. Nghề Mình nghiệp của làm em là cái nghề đó. làm dạ. Alo, Hải sinh năm Dạ bao Hải 88 hả? em sinh năm 1989 ạ. À, 89 rồi, ok. Mình công việc của mình ở Đắk Nông là gì? Em chuyên về đồ gỗ mỹ nghệ. Nhưng mà cụ thể là mình kinh doanh hay là mình làm cái gì? Sản nhà sản xuất hay sao em? Vâng, em là mà chủ xưởng ạ. Đó, mình phải đó thì mình nói là mình chủ xưởng gốm hay gì đó. Đó Dạ. rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của Hải là gì? Điểm mạnh á, em thì nhiều lắm. Đá bóng Đâu? hay làm gì sinh hoạt về thể thao thì em ok. Dạ, điểm yếu em thì nói chung là cũng đôi khi cũng hơi Hello. lười. Rồi, tình trường của mình sao Hải? Dạ, em trải qua 2 mối tình. Rồi Dạ. kể hai mối tình đó đi, quen bao lâu, lý do vì sao chia tay? Em mới tình em kết thúc năm em 28 tuổi, em tập trung vào sự nghiệp. Rồi mình kể lại hai mối tình đó giùm chị đi, là quen cái cô đó như thế nào, rồi lý do vì sao chia tay hai cô đó. À dạ thì mới tình kết thúc cuối cùng là năm em 28 tuổi, do chắc là em mới bắt đầu sự nghiệp, đâm ra lúc đấy là hơi mình chưa có gì trong tay ấy chị, đâm Còn ra mối tình mình đầu thì sao? mối tình đầu thì thời học sinh ấy. Thầy còn đang ngồi trên ghế nhà trường ạ. Dạ. Mình hay quen, mình quen cái bạn mà kết thúc năm 28 tuổi là mình quen bao lâu? Dạ 4 năm ạ. 4 năm. Dạ. Ai là người chủ động chia tay, mình kể về cái cuộc tình đó đi. Ai Dạ đã bạn do bạn nữ đấy ạ, do do lúc do em vào tập trung sự nghiệp ấy, lúc đấy chưa có gì trong tay bơ ngỡ, thì lúc đó bạn nữ có ngỏ lời, đâm ra lúc đấy thì em chưa 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 chuẩn bị sẵn sàng lắm. ngỏ lời làm sao chưa hiểu lắm. Nghĩa là thì do em chưa ổn định công việc này, do còn nhiều cái chưa ổn định ấy, đâm ra thì lúc đấy bảo về phần yêu đương hay lập gia đình em chưa chuẩn bị sẵn sàng ạ. Là Dạ. cô quen 4 năm xong rồi bạn gái kêu là kết hôn nhưng mà mình không chịu nên bạn gái chia tay hay là mình chia tay? Dạ, bạn ấy chia tay. Vậy là do mình ha. Dạ. Rồi mình ca hát gì được không Hải? Em thì em là kẻ thù của âm nhạc rồi. Của nhạc à? Rồi Dạ. giờ mình muốn tìm hình mẫu như thế nào, ở trên đó không có ai sao mà mình nên tham gia chương trình vậy? Dạ do mẹ là fan của chương trình Muốn Hẹn Hò. À, mẹ là fan đăng ký à, mẹ là fan con trai đăng ký hả? Dạ. À,
Tập ra năm Nhưng mà nay thật em sự lớn là tuổi rồi, tập chồng ra chị mẹ có muốn hối. kiếm người yêu không? Dạ. Hả? Sao? Nói gì? Sao hả chị? Em nói gì là mẹ em đang hối em Dạ hả? đúng rồi ạ. Ừ, nhưng mà em có nhu cầu tham gia không? Hay là mẹ kêu rồi mới đăng ký vậy thôi? Thì nói chung là Tại vì mẹ tham em gia cũng đâu hối mà. lâu rồi, cũng là fan cứng của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, fan cứng lâu rồi, đâm ra là thôi thì em ai nấy mà thôi lấy Nhưng mà mình có muốn hay không? dạ, có chị. Ừ, rồi ok, muốn là được. Rồi, Dạ. mình hình mẫu của mình như thế nào Hải ơi? Chi tiết về về mẫu hình giùm chị ha. Đại loại giống chị Khả Như được. Đại loại giống chị Khánh luôn. Là giống về cái gì? Ngoại hình hay là tính cách hay là cái gì? Nói chung là cả hai. Rồi, cho chị 4 điểm không thích ở người phụ nữ đi. À, cầm làm nói nhiều ấy chị. À, lòe loẹt. Dạ. Lòe loẹt hả? Làm sao? À. Là trang điểm chị Khánh Như được không? Ok quá. Chị Khả Dư fan em fan Nhưng cứng ấy. Dạ. mà định nghĩa lè lẹt là như thế nào? Nói chung là đầu xanh đầu đỏ hay đại loại gì đó chị, Là không thích đầu xanh đầu em sợ đỏ. khoảng đấy lắm. Cụ thể nha. Rồi Dạ. còn cái gì nữa? Mới có 3 điểm à, còn điểm nữa. Cái gì ta, Gì chị mình gợi thích, ý cho em cái. cái gì mình không thích ở người phụ nữ nữa, về ngoại hình á, nhìn vô chị Dạ thấy là em không thích là chị loại liền. thì nói nhiều nhỉ, nói nhiều quá rồi nhỉ. Lại Ừ, nói nhiều càm ràm là có rồi nè, rồi lại hả, không lẹ lẹ đậu xanh đậu à, đỏ hình nè. xăm, hình xăm chị ơi, hình xăm Không hình xăm, nhưng mà hình xăm nhỏ nhỏ được không? được, ok chị. Để hình xăm nhỏ thì được, còn Dạ lớn quá thì không hả? dạ, đúng rồi ạ. Rồi khi mà mình chương trình xuống tham gia ghi hình ở dưới Sài Gòn thì mình vẫn xuống được mà đúng không Hải? Dạ em đi được chị ơi. Rồi ok thì Ủa, chưa hỏi tuổi tác mong muốn bạn gái mà. Vâng, tuổi bạn nữ em muốn là bạn mệnh thổ hoặc là mệnh thủy gì đó Gì vậy trời? được. Ủa gì vậy? Tôi chơi theo mệnh luôn vậy? Giờ cho phong thủy gì trời, bây giờ cho tôi con số nhất định, một cái là từ khoảng 25 cho đến 32 tuổi hay gì đi, chứ giờ À chọn mệnh. vâng, trong khoảng dao động từ khoảng nói chung là nhờ anh chị giúp từ nói chung là 30 đổ về chị ạ. Bằng tuổi đổ về không được hay sao ạ? Bằng tuổi đổ về hay cãi nhau lắm chị Nhau hay không do mình chứ. ạ. Rồi, quê quán thì mong muốn bạn gái ở đâu nhỉ? Dạ em muốn ở khu vực Tây Nguyên được chị. Đắk Lắk hoặc Đắk Nông ấy. Dạ. Ở xa hơn xíu được không? Nhưng mà miễn sao chịu về làm dâu là được. Xa xíu ạ. À. Lâm Đồng thì được. Xa, Lâm Đồng thì cũng hơi xa, mẹ em say xe sợ phải cưới xin hơi đi vất vả. Rồi còn về ngoại hình, chiều Ngoài cao em 1m58 trở lên được. nhiêu? 56 hoặc 58 đấy. Dạ. Đấy. Anh cao mét nhiêu? Em cao 1m67. 1m67. Rồi ok. Rồi anh còn mong muốn bạn gái gì nữa không nè? Ví dụ như là bạn ấy đã từng có lập gia đình rồi được không? Cái đấy thì Không muốn à? dạ, mẹ em bảo thả lấy gái xấu Rồi, hơn. ok. Về tôn giáo thì sao ạ? À, công giáo ok, cái gì được gì. Rồi, ok. Dạ. Rồi, đây là một buổi casting bạn muốn hẹn hò thôi. Thì nếu mà có gì thì sẽ có một bạn biên tập làm việc với anh sâu hơn ha. Dạ, Rồi, ok chị. cảm ơn anh rất nhiều ạ.